Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy thái chuối Takeo có model là TK1500. Chiếc máy này sử dụng motor 2.2kW, 100% dây đồng, được bảo hành 12 tháng. Máy được thiết kế rất là chắc chắn và vững chãi, có thể hoạt động ở mọi địa hình khác nhau. Bây giờ tôi sẽ test trực tiếp chiếc máy này cho các bạn xem nhé. Máy Takeo 1500 sử dụng động cơ 2.2kW, 100% dây đồng, lối 1-1 trong vòng 12 tháng. Máy có thể băm được rất là nhiều nguyên liệu như là chuối, rau, bèo, cây ngô, khoai, sắn hoặc là cỏ voi. Và đây là sản phẩm của chiếc máy băm chuối TK1500. Máy băm rất là đều và nhỏ. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy Takeo TK1500, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.